Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Guppy Quy Nguyễn Bến Tre đây. Thì hôm nay mình lên được một ít full gon ghi bông, full vẫy và chớm tay bơi. Đó, cái hàng này nó, nếu mà nói chung á là làm giống vẫn là ok. Tại vì cái bộ gen của nó đẻ ra từ con cá mẹ là full vẫy full tay luôn. Đó, thì sau đó nó sẽ đẻ ra được ghi bông full vẫy, ghi bông full vẫy chớm tay bơi và ghi bông full vẫy cho full tay. Đó, thì cái tỷ lệ ra full tay thì các bạn cũng biết rồi đó, nó rất là hiếm. Và cái tỷ lệ mà nó ra những cái con như thế này rất là cao. Đó, và cái hàng tiếp theo là cái hàng mà ribbon mà nó sẽ full vẫy. Thì cái hàng đó một chút xíu mình sẽ quay cho các bạn xem. Hiện tại mình cũng lên được khoảng vài chục cặp. Thì cái hàng mà ribbon full vẫy chớm tay bơi này mình cũng lên được vài chục cặp luôn. Đó, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem trước đi, rồi mình sẽ báo giá cho các bạn sau ha. Đó, thì tình trạng là chất lượng cá thì các bạn thấy, các bạn cũng đánh giá được rồi đó. Thì tất cả là toàn bộ là mình đã lựa ra cho các bạn tới size bán hết rồi. Đó, nó đạt size bán. Và cái thứ nhất, cái quan trọng nữa là nó phải full vẫy trước đi cái đã, rồi sau đó là mình mới tính tới cái chuyện mà nó lên tay. Đó, thì giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Vì đây á, là cái hàng này, nếu mà dành cho anh em nào mà giờ mà làm giống á, cái kinh điều kiện kinh tế của mình nó hơi hạn hẹp một chút xíu, thì mình đầu tư cái loại này mình làm giống là được rồi. Đó, chứ không cần phải là các bạn phải mua full tay đâu. Full tay thì bên mình vẫn có ribbon full vẫy full tay, hiện tại giá bên mình là 300.000 một cặp nha các bạn. Đó, nhưng mà đối với những bạn mới chơi á, kiểu như là kinh nghiệm của mình chưa có nhiều đó, thì mình khuyên các bạn tốt nhất nên chỉ đầu tư cái loại mà full vẫy và chớm tay bơi như thế này thôi. Đó, đó, vẫy thì nói chung là các bạn yên tâm đó, thì cá mình quay như thế nào là mình giao cho các bạn như thế đó. Thì tất cả những khách của hàng của mình thì nào giờ mua cá bên mình cũng đã rất là rõ rồi. Là hầu như á, khi nào mà mình, những ngày mà mình có cái thời gian nhiều á, là mình đóng cá mình đều quay lại, mình đăng lên kênh YouTube, cho nên là khách hàng của mình xem được. Và các bạn nào mà đang có nhu cầu muốn mua cá là cũng có thể xem để tham khảo được luôn. Đó, cho nên là các bạn cứ yên tâm ha. Đó, các bạn mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Full vẫy chấm tay bơi. Và có một số con á, là nó lên hầu như là gần full tầm khoảng 80% rồi. Cái giá của những con này á, nó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu, các bạn nhỉnh hơn xíu thôi chứ không nhiều đâu. Và những cái con đó là cái tỷ lệ của nó, các bạn về các bạn nuôi mà đúng nền chế độ cho ăn đều đặn và chất lượng một chút xíu thì có thể là nó sẽ lên full tay luôn. Cái tỷ lệ full tay nó sẽ có nha các bạn, chứ không phải là nó lên tới đó vậy thôi. Tại vì cá này thì các bạn nhìn các bạn cũng đoán được size rồi ha, tầm khoảng 2 tháng rưỡi trở lên cho đến 3 tháng mà, chứ không có cao hơn. Và cái bài cá này thì size này chưa tới 3 tháng nữa các bạn, mình nhớ bài lại là chưa tới 3 tháng đâu, tầm khoảng từ 2 tháng rưỡi là cùng mà. Đó, cho nên là cái mức độ mà lên tay của nó sẽ còn phát triển thêm được nữa, cho nên là các bạn cứ yên tâm ha. Đó, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem luôn. Đó, để cho các bạn thấy được con cá, cái vẫy của nó như thế nào. Rồi, mình xin báo giá luôn, đối với những cái hàng mà full vẫy chớm tay bơi như thế này là hiện tại bên mình đang sale với giá, mức giá cuối cùng là 100.000 một cặp nha các bạn. Đó, 10 cặp bên mình sẽ tặng cho các bạn một cặp, có nghĩa là 10 cặp các bạn mua 10 cặp thì các bạn sẽ được 11 cặp. Đó, combo các bạn, thường các bạn mua theo combo, các bạn mua nhiều thì bên mình lúc nào cũng có khuyến mãi cho các bạn, cho nên là các bạn cứ yên tâm ha. Đó, thì mình sẽ nhắc lại là luôn là cái hàng nè, full vẫy chớm tay bơi làm giống, là hiện tại là giá bên mình là 100k một cặp mình đang xem các bạn. Thì trước đây mình bán cái lô trước là mình bán nó lên đều hơn một chút xíu thì mình bán nó sẽ nhỉnh hơn. Thì cái lô này thì đó với mình là đánh giá là theo cái mức độ mà đánh giá cá của mình đó, thì vừa tầm để chơi thôi, chứ không phải gọi là quá xuất sắc đó, cho nên là mình bán giá nó sẽ hữu nghị hơn chút xíu cho anh em. Rồi, đó, mình xin báo giá lại là đối với hàng full vẫy và chớm tay bơi như thế này, hàng làm giống, thì cái size này các bạn về các bạn ghép trống vô luôn là hợp lý, ok luôn rồi, cho sinh sản được luôn. Thì ở đây có một số nó con nó hơi to xíu nè, để mình kiếm ha. À, đây như những con này đâu mất tiêu rồi, nó chạy nhanh các bạn ơi. Đây mình vớt lên cho các bạn xem, đây như những con này đó, thì các bạn về các bạn ghép trống vô là cho sinh sản là ngon lành luôn. Đó, con này nè, con này như cũng đang bầu sẵn luôn. Đó, không, nó vẫy của nó là nói chung là cỏ chê rồi. Đó, thì nếu mà các bạn nào mà tới trước là mình sẽ ưu tiên mình lựa cho các bạn những cái con mà có bầu sẵn để cho các bạn về các bạn cho nhanh đẻ xíu. Còn nếu mà các bạn mà đến sau đến trễ xíu á, là mình đã chọn ha, cho những bạn trước những cái con mà bầu rồi. Đó, thì sẽ không còn nữa ha.
Rồi thì các bạn nào mà có nhu cầu thì có thể chốt với mình sớm nhất có thể để mình soạn cá nó ok nhất có thể cho các bạn để gửi cho các bạn nha. Rồi mình sẽ báo giá là hàng này full vảy chấm tay bơi giá 100.000 một cặp, mình đang ưu đãi cho các bạn giá 100.000 một cặp và combo 10 cặp mình sẽ tặng cho các bạn một cặp nữa nha. Đó rồi. Rồi ok thì bây giờ mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem cái hàng mà full vảy thôi và không chấm tay bơi nha. Rồi đây thì ở đây là trong bầy đó mình lựa được một ít thôi. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Hơi khó nhìn xíu mình giờ cái điện thoại mình nó màn hình nó tối tại vì quay ở ngoài nắng các bạn. Màn hình nó bị tối. Đây. Đây là cái hàng full vảy mà không lên tay bơi. Vì có những cái con nó chớm nhẹ nhẹ ở trong nắp ra đó các bạn không? Các bạn có thể so sánh với những con cá lúc nãy ha, nó chớm nhẹ nhẹ trong nắp ra. Thì mình sẽ không tính cho các bạn là full vảy chớm tay bơi, mình chỉ tính cho các bạn là full vảy thôi. Đó, mặc dù là nó chỉ có một số con nó chớm nhẹ nhẹ trong nát ra luôn đó, nhưng mà mình không tính đó. Thì cái hàng này hiện tại mình đang có số lượng cũng khá nhiều luôn. Hàng này mình đang bán với giá là 70.000 một cặp và combo 10 cặp mình cũng sẽ tặng cho các bạn một cặp nữa nha. Đó, combo 10 cặp thì sẽ tặng cho bạn một cặp full vảy ribbon full vảy đó. Thì tùy nhiều phân khúc mình sẽ có nhiều phân khúc cá để cho các bạn lựa chọn đó, để mình lấy nét lại ha, tại vì quay cái lưng của nó hơi sáng đó. Rồi ok, đây nó đây. Đó, đây là hàng ribbon full vảy. Đó. Đó, mình sẽ quay cận cảnh lại cho các bạn xem. Đó thì cái vảy của nó cũng như cái hàng mà full vảy chấm tay bơi lúc nãy mình quay cho các bạn xem đó. Nhưng mà con cái là cái tay nó không có lên nhiều thôi. Đây. Đó, lấy nét lại. Tại vì mấy cái con này quay ở ngoài nắng các bạn sáng quá cái lưng nó bị cháy lên luôn, tại vì bên mình nuôi là phơm trong cây vàng với lại là đèn led cho nên là cái lưng nó lúc nào cũng sáng sáng vậy chứ. Đó, quay vào ngoài nắng một chút xíu là có nắng một chút xíu là nó sáng cái lưng nó lên nè. Đó thì rồi ok, mình sẽ báo giá lại ha. Ribbon full vảy này là 70.000 một cặp và combo 10 cặp mình cũng sẽ tặng cho các bạn một cặp. Còn cái hàng ribbon full vảy chấm tay bơi lúc nãy làm giống ok luôn. Đó, thì cái hàng nói chung là cá nào mình cũng làm giống được hết, tùy cái phân khúc và điều kiện kinh tế của các bạn thôi thì các bạn chọn. Thì hàng ribbon full vảy chấm tay bơi lúc nãy là 100.000 một cặp, combo 10 cặp mình cũng sẽ tặng cho các bạn thêm một cặp ha. Đó, rồi ok, bạn nào đến trước đó, thì mình sẽ chốt cho các bạn những con mà nó kiểu như nó có bầu sẵn á thì cho các bạn về cho nhanh đẻ cho ham đó. Rồi giờ mình không còn gì chia sẻ với các bạn nữa thôi, thì các bạn nào cần có thể liên hệ với mình qua Zalo nha, 0979337955. Rồi mình sẽ tư vấn và tư vấn cái hình thức vận chuyển cho các bạn. Rồi ok, bye bye tất cả các bạn nha.